Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chơi một cái trò chơi mới. Mình đang chơi đó các bạn. Quang hình như là cái trò này là Goku đánh bóng chày. Đó. Thì nói chung là cái tên của trò chơi này thì không có nhớ rõ mà. Hãy xem cái tiêu đề của cái video này ha. Bạn rồi. Goku đánh bóng chày phá hoại. Coi kìa. Trời ơi. Đánh là phá một dở kiến của cái tòa nhà. Rồi phá cái gì nữa. Thằng đối thủ là cái thằng Vegeta, nó cũng phá nhà luôn. Ê, trời ơi. Đó. Phá gần banh ha. Ồ, còn khoảng 12 giây mình được 175 cái vô phá hoại. Vâng, và bên đây thì nó cũng đang được 150. Ừ, xong rồi. Ôi, quà luôn hả? Ồ, trời, quà với nhau. 175 điểm. Ê, trời lại chứ à. Rồi, cũng là đấu với thằng Vita. Đánh bóng chày. Ô trời. Mỗi thằng được 25. Quất vô. Đúng rồi. Ôi, được tới 50 lần. He he. Wow, nhân 2 ha. Do 100 luôn, khủng. Quất nữa. Dùi, hụt. Vì ta, 75. Quất cha. Vô, bung, được 50. Áo. À, trời, hụt không? Trời, đánh hụt. Chào. Yeah. Quất. Có 25. Trời ơi, hụt nữa. Trời. Hụt hoài. Ôi, thắng luôn rồi. 275 điểm. Hơn cái thằng Phi kia ta. Vâng, mà chơi một lần đây. Chơi một lần nghĩ này trò này cũng chẳng có gì ấn tượng gì thật là quá trời, chỉ có đắp vậy thôi, không đánh gì thế này thôi, quá đơn giản. Wow, đánh không được nó hụt nữa chứ. À, một trận hòa một trận thắng, còn trận này sao trận lấy thua hả? À, trời nó 50 luôn rồi kìa. Gì trời, 75. Vô. Ba. Thua nữa. 25 nó 50. Ôi trời ơi trời. Ôi trời. Ha. 25. Chín rồi. Trời. Châu hoài trận học nữa. Học. Đức luôn.